và niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần trước khi chúng ta hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng như mười phương chư Phật gia hộ và sau cùng trong buổi lễ hôm nay.